chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Da Màu TV. Đúng, mọi người biết đây là gì đấy? Xi măng trắng. Anh em mình để lôi xi măng ra làm đơn hạn. Đây là đất sét, anh em mình mò dưới ao từ được hôm trước nhá, phơi khô rồi. Đấy. Khi mà ngày nhỏ ấy, anh em mình hay chơi đất nặn bằng cái đất sét này này. Nó rất là dẻo nhá. Đấy, thấy chưa? Khi nặn là chơi còn sướng hơn cả đất nặn nghe nhỉ. Tại vì nó sướng, nhiều. Sướng hơn. Không có tiền mua đất nặn thì lại bảo đất sét sướng hơn. Chả thế, ngày xưa tao ra đồng mới đi mò ao để lấy cái đất sét này này, đi nặn thành những kiểu như trâu nhá, nặn trâu nhá, nặn kiểu nặn trâu bò lợn gà các kiểu ấy, nặn lung tung. Nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ nặn một thứ to hơn. Đấy là con voi. Cái con voi nặn nhỏ chả được à? Nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ làm một chiếc lò bằng đất sét nha mọi người nhá. Một chiếc lò đặc biệt, tí nữa mọi người sẽ biết. Bây giờ và phải đào lỗ đã, đào một chút xuống dưới đã. Mày lấy con dao ra đây cho anh. Ok. Lấy cái chậu chậu đốt, chậu kia nữa. Ok chưa? Mọi người thấy ổn không? Mình nghĩ cái lò này chỉ nên nướng thôi chứ hấp thì khả năng là hơi khó. Hấp thoải mái chứ anh ơi, nó kín thế này làm sao chả nấu được. Đấy, đây này. Sợ nó hấp là nó sẽ bị ở dưới cái hơi nóng nó lên, hơi nước nó lên ấy, là cái đất này nó chảy. Thế nên được, thì cứ để đây xem là tình hình thế nào. Đấy, bây giờ khoét lò là phải khoét khoét cái chỗ này nữa đi nha mọi người nhé. Khoét đây này để đút củi vào và làm lỗ thông khói ở bên kia nữa. Uầy, dày thế. Đây đất này. Vào đến nơi. Đây là con dao nhọn ấy. Đây rồi. Phải làm cẩn thận không mất công sức lắm đấy. Chơi đất nặn hàng tiếng đồng hồ mới làm được cái lò này. Thật lý không mọi người? Đấy. Bây giờ nhá. Mày về kiếm cái gì thử nướng, thử hấp, hấp đi. Cái đồ gì dễ hấp ấy. Sẽ thử kiếm. Cái đồ kiếm. Về nhà tao đây. Hôm qua trước nhà mày đám cưới con để tôm ấy. Này, anh có chưa thịt chó rồi mà. Ơi, thịt chả thế. Bẩn như vậy đâu. Đi lấy đi. Về lấy có cái gì lấy cũng được. Đem vài con ba ba ra đây được. Hả? Tụm ủm á? Không phải hỏi đi. Đấy. Đó rồi. Mình sẽ đi kiếm cái vung với lại củi để chuẩn bị thử cái lò này luôn nha mọi người nhá. Chưa kịp mà bổ xong dừa thì bếp nó bị xỉ mọi người ạ. Nhưng mà cũng kệ nó thôi, tại vì cho nó thoáng. Chứ bây giờ đi lấy lại nó chết. Bây giờ mà đi đắp lại cho nó đẹp thì anh em mình chết đói mất mọi người ạ. Mau để góp tôm mình góp dừa. Này, Ma Đại Ca tự dưng hôm nay rủ ra đấy à. Em biết là Ma Đại Ca bàn kế gì. Kế gì? Kế nướng tôm của em. Nướng tôm của mày đấy sao? Sao dừa chua thế nhỉ? Dừa ngọt đấy. Ủi khí đấy. Khí đấy. Đầy bao nhiêu nước ấy. Cái xin miếng.
Phải à? Em xin miếng. Này, mình định hấp tôm với nước dừa nhưng mà ngọt lắm. Thôi cứ thử cái lò này xem nó thế nào nhá. À, bỏ ra, bỏ tôm ra. Từ từ. Đấy, một quả. Cho tôm vào đi. Anh cứ đặt hết vào chưa? Không, ta phải hút bớt nước đi, không nó đầy quá. Để em đặt cho. Em đặt dừa cho. Em hút miếng cho nó cho đỡ đầy. Được, nó đầy, tao hút được. Miếng. À, vừa thôi. Không, nó đầy quá. Vẫn ngọt. Nó đầy quá. Tí lại đi đái mà. Tí. Ôi, xin miếng. Nó đầy quá. Quả, sao được 4 quả là? Quả kia. Ừ. Đấy. Ấy xa. Anh ơi, phải cho cái đầu nó xuống chứ. À. Sai sách thời rồi. Sai sách thời. Đấy. Đúng, phải cho lấy đầu nó xuống, cái đít nó quặp lên. Tôm ngập trong nước dừa luôn nhá. Này, con này to vào này. Con này to. Rồi, ok đây. Ok. Xếp lại con này này. Không cần. Tình hình là bây giờ làm nào nữa nhỉ? Cho nước vào đây. Đấy. À, cho nước dừa vào đi. Phí đấy. Nào, mày lấy củi đây. Lấy củi đây. Đặt cái này lên đây. Em đi lấy củi nhé. Ờ, lấy củi ra. À, đại khái là hơi bừa bộn một tí, tại vì anh em mình nặn đất sét, thế nên là hơi bừa bộn, chứ vẫn cứ là ok nhé mọi người nhé. Đấy. Nào. Ui. Rồi đây. Xem rất dãi rồi lại còn rồi. Thì thế. Rồi. Không biết hở thế này nó có chín được không, nhưng mà thôi anh em mình cứ đun đi đã. Tại vì cái lò đầu tiên là nó không bị hở từ đây lên nhá. Nhưng mà làm mà hơi lỗi kỹ thuật một tí. Ngọt lắm. Rồi, bây giờ đợi thôi. Chắc là chín được ạ. Mình nghĩ thế. Chắc chắn là chín đấy anh ạ. Tại vì tôm sống anh em mình còn ăn rất là ok. Tôm hấp nước dừa là mình muốn là cho nó chín hẳn với nước dừa, chứ còn ăn sống là ăn sống hẳn luôn. Ok. À, tình hình là để như thế này không ổn mọi người ạ. Để như thế này mình chỉ sợ là nó sẽ bị oi khói thôi, và tôm nó không chín được, nước dừa nó không đấy, thế nên là mình sẽ thiết kế lại. Đấy, ui giời. Ui giời. Đấy, thế này là ổn nhất này, tại vì nó sẽ không bị bốc hơi nóng, mình chỉ sợ hơi nóng lên đây nó chảy xuống thôi. Ừ, thế này là ok đấy. Anh ấy ok này vào làm gì? Để cho nó. Thì sao anh chín? Chẳng mang cái nồi ra anh hấp một phát là chín xong luôn phải không? Ừ, còn chi diện. Thiết mới chẳng kế nữa. Cái gì nó cũng thành công, nó cũng đi đôi với thất thiết bại rồi lỗi. Nhưng mà mình không làm được thì mình có thể xoay thành một cái khác, giả dụ như thế này cũng có thể gọi là hấp được nha mọi người nha. Úp vào đây, không úp trên nữa, bị xể lò rồi, mình không úp trên nữa mà mình úp dưới cho nó chín đều, cho nó ngon đấy. Cho nó ngon nước. Ngọt nước đấy. Thôi là sao cả, mình dự kiến chỉ có 5 phút cái lò của mình nhá. 5 phút là chín đồ rồi, những cái lò khác không bao giờ đủ 5 phút. Lần sau mình sẽ đem nồi đi theo dự phòng. Bây giờ sẽ hưởng thành quả của anh em mình nhá. Chín chưa anh? Chú, không chín mới là lạ. Ui, chà 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 chà. Đâu, 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 đâu. Đây, đây. Ui, ui, chà, chà. Ui nó đỏ ấy. Wow. Đẹp nhờ. Đỉnh vãi trưởng. Khói quá. Bây giờ làm nào lấy được nó ra nhỉ? Anh ơi, anh lấy cái lá anh nhấc lên hết cả cái tùng này ra. Lấy cái lá ấy. À đây rồi, tao có cách, tao có cách. Kẹp à? Ây da, đỉnh phết nhỉ. Ui, ngon đấy. Tao thủ nó vừa chín ngon luôn, vừa tới. Đấy. Luộc tôm này mà nó chín quá là ăn nó bị nát anh nhỉ. Sao lại luộc? Hấp. Mình hấp nước dừa thực tế. Dạ. Có lấy nước dừa uống không? Không. À thì nó uống nước dừa nóng ở trong này. Rồi, thử. Ngon lắm.
thì dầu một tạt. Ui chà, xuống đây phát biết cảnh luôn anh nhỉ. Đấy. Phát thôi rồi đấy. Tuyệt vời. À, lâu lắm rồi anh em mình mới ra vườn áo sen này. À, chuẩn bị phòng tầm tháng nữa đấy nhỉ. Tháng nữa là được. Tháng nữa là có sen thơm ngát, anh em mình sẽ chuyển sang khu vực này sinh sống nha mọi người nhé. Làm gà và nướng sen. Đấy, bây giờ thưởng thức cái món Ôi. Mọi người biết không? Chín nhỉ? Đâu nó chưa chín tí nào luôn. Đít thì chín rồi. Ảo nhỉ? À. Hay nước này nó chưa chín. Ui nước còn lạnh lạnh ngắt, nước dừa. Ăn được. Nước dừa còn lạnh ngắt nhé mọi người nhé. Em chỉ ăn gạch nó mà nó chín nhỉ? Nói chung là không sao, chín phần dưới là được. Ui. À. Ừ. Mình cứ nghĩ là hấp như thế là lâu như thế phải tầm đến nếu mà bình thường hấp khoảng tầm 5 phút là cái tôm này chín nhừ rồi. À, mời nhưng tất mà, cả mọi người nha. Hôm nay hấp khoảng tầm 15 phút. Gạch nó à? Tại vì mình để vào quả nước dừa, quả dừa này mày hiểu không? Con này đầu nó gạch lên nên nó chín này. Gạch nó vào đâu này? Mình để vào quả nước quả dừa thế nên là quả wow, đấy. Ồ, thả ra tôi cả chơi nó ăn. Ui. Ui. Ui tưởng không quê mà quê ông tưởng. Quê ông anh ơi. Khó nha. Thế mới sướng. Ui. Bắt đầu lòm luôn. Nó giật phát. Ui. Không không phải không để ý quyệt phát vào đúng chỗ. Mà chỗ nào cũng nhiều đúng không? Anh ơi, em thích ăn cái gạch này hơn cả gạch tôm hùm ấy. Gạch nó ngon lắm nha mọi người nhé. Gạch tôm ngon này nó ngon mọi người lắm. Rất tiếc một cái là nó không chín cái đầu để anh em mình thử hút thử cái nước dưới xem thế nào. Mà hút tốt, chả sao. Vì mình cứ nghĩ là nó chín rồi. Đấy. Em thử một miếng tôm nhé. Đấy. Chấm. Ui, chấm quá rồi. Chết rồi. Không chết đâu. Không phải thối, cũng bỏng nữa mà thối. Gì, chấm bỏ hết rồi. Món này ngon. Ngoài mù tạt này ngon mọi người ạ. Thẳng lắm. Sốc. Ngãi mình chấm hơi sâu. Nhưng mà mù tạt ngon nó phải thế mọi người. Rất là ngon. À, có bọn nào ngon lắm mọi người ạ. Tất cả các thịt hũ, nó ngọt kinh điển luôn. Tất cả các hũ đầu tôm đều chưa chín nhé mọi người nhé. Mình biết lý do tại sao rồi. Có nào mà nó đầu nó gách lên là nó chín ấy. Khi hấp ấy, cái nước dừa này nó còn chưa nắng luôn. Thật. Chắc là... Này này, có cái con này gần chín này. Không. Mình nghĩ ở nhà hàng khả năng là người ta sẽ đổ nước dừa ra hấp con tôm. Xong rồi người ta mới để vào trong quả dừa cho đẹp. Chứ hấp như thế này không chín được. Không chín được cái đầu. À, tận 15, mà hơn 15 phút. Mà ở trên thì lại chín, chín kỹ rồi nhé. Ở trên nhé mọi người nhé. Những cái nào, chỗ nào... Đầu nó nhúng đến nước dừa chỗ nào đấy thì là nó bị sống nhá. Còn bên đấy chín hết. Này, mọi người nhìn miếng tôm mình bóc ra nhìn ngon rồi. Siêu ngon luôn nha. Úi trời. À. Siêu tươi luôn. Wow, ui chấm quá luôn. Mai mình sẽ thiết kế một cái lò dưới ao. Làm một món siêu kinh điển. Mà anh sẽ thiết kế cho mày một cái lò ở đây và một cái nhà cho mày ra để tránh Covid luôn. Mọi người ạ. Nó sông lên. Ngon lắm rồi ạ. Cà phê. Quên thiếu bia. Thiếu coca. Hay là mai mình làm. Mọi người có muốn anh em mình làm một cái nhà trên cây và ra đây tránh Covid không? Sắm đầy đủ mọi thứ từ tủ lạnh, tivi rồi các kiểu nhỉ? Ừ? Được đấy. À. Ok không? Nhưng mà làm gì có điện đấy? Điện mình dọc từ nhà ra đấy. Ấy à? Công phu ấy. À đấy, có nhà hàng xóm này. Anh ơi, thế cháu anh em mình mở gọi là homestay. Điện gọi là ao vườn đấy. Hôm tây. Đóng mau.
Hôm Tây tránh Covid. Đấy, ta mau TV luôn. Này, mỗi người một cái cây si này á. Covid không sang được mọi người. Làm mỗi cái cây si một cái nhà. Đấy, làm thêm mấy cái nhà nổi ở ngoài kia nữa. Anh ai, sáng kiến của em được không? Những người nào mà muốn đến đây tránh Covid thì phải xét nghiệm này. Đấy, 3 lần. Ôi giời. Phê không, lòng hết cả bị rút. Lòng hết. Lòng hết cả bị rút rồi. Ăn bị tạt, lòng hết cả bị rút rồi. Cái quá mà ngạc xấu. Lòng hổng người quá. Lòng mà để lòng cả Covid. Ở đây tránh Covid thì có mà chơi đấy. Nhưng mà mình chỉ sợ anh em mình mở ra đông quá thì lại Covid nó lại tiến vào đây hại anh em mình. Thôi, tốt nhất là ở mình không được tụ tập đông người. Hỏi tình. Dạ. Xuống nhờ. Quả mù tạt này mạnh nhờ. Có tùy loại mù tạt nó mới cay mọi người ạ. Đây cái mù tạt kiểu mạnh không cay. Trời ơi, cái ghê rồi nha. Mày tin mọi người có tin có cá lên lớp luôn không? Mình dụ. À, vứt xuống đây dụ tí nữa. Làm câu. ổ mồi. Dụ cá luôn. Câu. À, cứ cái đầu không chín, cái đuôi chín này, ngon kinh. Đây gọi là tôm, món này sẽ gọi là món tôm nửa mùa. Ở bên dưới mùa đông còn bên trên. Nani? Nani? Omae wa mou shindeiru. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà. Phê không? Lại thích lại làm cái bức à? Ui. Thôi ông nội ơi, không cố được thì đừng có cố. Này, nó ngấm nữa. Yếu thì đừng ra gió. Nó còn cứ thích phải sốc cơ, nó mới phê, nó mới tê. Giống như nghĩ rồi không? Trời ơi, nó mới tê. Để con lại đi cho con lãng mạn. Em cấm cẳng đến nước. Anh miếng to ấy. Cái đuôi nó chọc vào thẳng họng. Con này là con nửa mùa chuẩn. Đứng đầu à. Rồi, cho mọi người xem lại. Món tôm nửa mùa của anh em mình nhá. Đầu mùa đông, lông mùa hè. Đuôi mùa hè. Giống như món cá chép sống ở Trung Quốc. Một nửa chín, một nửa sống. Đầu nó vẫn thường. Con tôm này là đầu nó xuống uống nước đấy. Đuôi nó bị nấu. Ăn nhanh đấy nhỉ, ăn đã còn những con. Có mấy con ít. Tí nữa anh em mình nướng nốt cái chỗ tôm lúc nãy. Ăn cho bỏ nhỉ. Chốc rồi. Về thôi rồi đấy. Vâng. Có thử tí nước dừa không? Không. Không chơi. Không chơi đâu anh em.